Hi các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn một cái đây là những cái món ăn hải sản nha các bạn, rất là ngon và vừa miệng luôn. Thì nó có nhiều cái hương vị khác nhau. Và đây là cái món gà nướng, cánh gà nướng bằng than nha các bạn. Và mình ăn cái món này thì mình thấy là rất là hợp khẩu vị luôn. Hầu hết tất cả các món nè, như là món tôm nè thì ăn có vị chua chua ngọt ngọt, và cái món này như món ốc, các loại ốc này các bạn. Và đây là cái đây này có các loại ốc khác nhau. Thì đây là cái ngày mà bốn chị ba chị em mình đi ra ngoài ăn. Và đây là cái địa chỉ của cái cửa hàng này, thì nó nằm là S Cửa hàng nó nằm ở S11 Tây Man thì Durong. cái cửa hàng này rất là đông đúc người. Đây là cái thời gian mà trước ngày 16 tháng 5 mình quay nha các bạn. Thì ở đây là ở khu vực này thì có rất nhiều các gian hàng ăn uống, và mọi người thì tụ tập đến đây là ăn uống. Đây là hai bé mà đi ăn cùng với mình đây. Các bạn nên tới đây, những ai nên tới đây để ăn một lần cho biết. Đây nè, có gian hàng thì có tất cả các loại hàng khác nhau nè, có hải sản, rồi có mì, các loại mì nè. Rồi có một điều ngạc nhiên nè, có một cái gian hàng mình thấy nó bán giống như là cá viên chiên, cái cửa hàng như cá viên chiên ở bên Việt Nam này các bạn đó. Big box lúc lúc nè, 1 đô cho một cái que đó. Đây nè, mình nhìn nó rất là giống bên Việt Nam mình, những cái xe cá viên chiên thì người ta sẽ bày ra và bán những cái hàng như này. Và mình cũng có ăn thử những cái này rồi nha các bạn. Sau khi mà người ta chiên lên á, người ta cho dầu mỡ, giờ chiên dầu lên thì bắt đầu sẽ apply một cái sauce lên trên cái lớp đó. Rồi đây là các cái hàng mì nè. Mà nói chung là ở trong cái cửa chỗ này thì rất là đa dạng nha. Bạn muốn ăn cái loại gì cũng có đây nè. Rồi những cái loại bánh như bánh 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 bột nè. Đó. Rồi đó, các bạn sẽ thấy là buổi tối ở đây thì nó đông nghẹt luôn, và ở đây người ta mở cửa là 24 hour, 24 giờ nha các bạn. Và rất là náo nhiệt nè cái khu vực này. Thì cái khu vực này nó cũng rất là gần nhà tụi mình, cho nên mình đạp xe lên thì khoảng 15 hay nửa tiếng thì sẽ lên được cái khu vực này đó các bạn. Người ta bán đa dạng các mặt hàng lắm các bạn, tới đây có ăn có món Trung Quốc cũng có, món Malaysia cũng có, món Singapore cũng có, và nói chung là tùy khẩu vị của mọi người mà mình ăn thôi. Và các bạn biết cái nãy mình quay cái món cánh gà đó là chủ là người Việt Nam nha các bạn, nhưng mà ăn khẩu vị cái hương vị thì rất là hợp với người Việt Nam mình luôn, và các món hải sản cũng vậy, cho nên nhất định phải đến đây và ăn một lần nha các bạn. Mình đi được này là nhờ hai đứa em mình nó dẫn tụi mình đi đó các bạn.